nam thiếu niên dùng dao đâm chết đối thủ. Nhóm thiếu niên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, hai bên xảy ra cãi cọ, đánh nhau. Phạm Văn Thiết đã dùng dao đâm một nạn nhân tử vong. Ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Phạm Văn Thiết, sinh ngày 5 tháng 8 năm 2005, trú tại thôn Từ Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn về hành vi giết người. Trước đó, VVT, sinh năm 2006, trú tại thôn Trại Quan, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Thanh Đê, sinh năm 2006, là bạn của Thiết. Chiều ngày 1 tháng 5, Tia cùng hai người bạn đến gặp nhóm của Đê và Thiết tại khu vực thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam để giải quyết mâu thuẫn. Quá trình nói chuyện đã xảy ra cãi cọ, xô xát đánh nhau giữa hai bên. Đỉnh điểm, Thiết đã lấy dao nhọn mà Đê mang theo rồi đâm Tê nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án.